mặc dầu thật thể không có nhưng nó hiện lên giống như có đối với lý sâu xa mà nói không sợ sệt nói năng khéo léo tâm không hèn hạ biết rõ những hiểu biết sai khác vi tế mà tâm hành của hữu tình hướng đến và thông đạt đời sau một cách rõ ràng không chướng ngại thành tựu tối thắng vô sanh pháp nhẫn như thật ngộ nhập vào pháp tánh bình đẳng vô biên đại nguyện đều thâu nhiếp về cõi phật vô số chư phật trong mười phương thế giới nhờ được đẳng trì định nên thường tránh niệm tất cả chưa như lai xuất hiện ra đời đều tôn thờ không bỏ qua vị nào và cầu thỉnh chư Phật ấy trụ mãi trên thế gian chuyển bánh xe chánh pháp độ vô lượng chúng sanh chiến thắng tất cả sự trói buộc dơ cấu của tùy miên và các sự trói buộc phiền não trong các kiến thú phát sanh trăm ngàn đẳng trì du hí đối với tất cả pháp môn đều ngộ nhập một cách dễ dàng chúng đại bồ tát ấy đầy đủ vô lượng công đức như vậy dù trải qua vô số kiếp khen ngợi cũng không hết tên của các vị đó là bồ tát hiền thủ bồ tát bảo tánh bồ tát đạo sư bồ tát nhân thọ bồ tát tinh thọ bồ tát thủy thiên bồ tát đế thọ bồ tát thượng tuệ bồ tát quán tự tại bồ tát đắc đại thế chí Bồ Tát Diệu Cát Tường, Bồ Tát Kim Cương Tuệ, Bồ Tát Bảo Ấn Thủ, Bồ Tát Thường Cử Thủ, Bồ Tát Tử Thị, vô lượng trăm ngàn câu chi ức, na do tha triệu đại Bồ Tát ấy làm thượng thủ. Bấy giờ Đức Thế Tôn trải ni sư đàn chê tòa sư tử, ngồi kiết giả thân ngay thẳng tránh niệm nhập vào đẳng trì vương diệu tam ma địa. Các tam ma địa đều từ trong tam ma địa này mà lưu xuất ra. Bây giờ Đức Thế Tôn tránh chi tránh niệm ra khỏi đẳng trì vương một cách an tường. Ngài dùng thiết nhãn thanh tịnh quan sát hằng hạ sát số thế giới chư Phật khắp mười phương, toàn cả thân vui vẻ. Từ tướng bánh xe ngàn căm dưới hai chân của Ngài đều phóng ra trăm ngàn câu chi na do tha ánh sáng. Từ mười ngón chân, hai mu bàn chân, hai gót chân, bốn mắt cá, hai cẳng chân, hai bắp vế, hai đầu gối, hai cổ vế, hai đùi vế, eo hông, bụng, lưng, rốn, tim, ngực, chữ vạn trên ngực, tướng đại sĩ phu hai vú hai nách hai vai hai bắp tay hai khuỷu tay hai cánh tay hai cổ tay hai bàn tay mười ngón tay cổ yết hầu má bên mép cằm hai má trán đỉnh đầu hai lông mày, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng, bốn răng giữa, bốn mươi răng, tướng lông giữa chặn mày, vân vân. Mỗi phần thân thể đều phóng ra sáu mươi trăm ngàn câu chi na-zo-tha, ánh sáng. Mỗi ánh sáng đều chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Từ đây lần lượt chiếu khắp hằng hà, xa số thế giới chư Phật trong mười phương. Trong đó hữu tình nào gặp phải ánh sáng này nhất định chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bấy giờ, tất cả lỗ lông của Thế Tôn đều sáng rực, phát ra 60 trăm ngàn câu chi na do tha ánh sáng. Mỗi mỗi ánh sáng ấy chiếu đến ba ngàn đại thiên thế giới. Từ đây lần lượt chiếu đến hàng hà xa số thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh trong đó nếu tiếp xúc ánh sáng này, nhất định chứng được quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà. Bấy giờ ánh sáng bình thường, toàn thân Thế Tôn chiếu đến ba ngàn đại thiên thế giới. Từ đây lần lượt chiếu đến hằng hà xa số thế giới chư Phật khắp mười phương, trong đó chúng sanh nào tiếp xúc ánh sáng này, nhất định chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Khi ấy từ miệng của Ngài xuất ra tướng lưỡi dài, rộng, che khắp cả ba ngàn đại thiên thế giới, mỉm cười vui vẻ, lại từ tướng lưỡi tỏa ra vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha ánh sáng. Ánh sáng ấy nhiều màu sắc sắc xen lẫn trong mỗi ánh sáng nhiều màu sắc này hiện ra hoa sen máu hoa ấy có ngàn cánh toàn bằng màu vàng ròng được trang sức nhiều châu báu hoa ánh sáng ấy khắp cả ba ngàn đại thiên thế giới từ đây lần lượt tỏa đến